Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 3 âm lịch thì con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch, nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của những gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 thì đã hạ gục rất nhiều những con giáp là đối thủ của mình rất nặng ký để bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho rất nhiều những người khác phải ganh ghét, đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể trọng và kính phục. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc. Vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán họ, bởi vì không khéo thì bạn sẽ đắc tội với một trong những con giáp giàu có và thành công nhất trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Thưa quý vị, qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Đinh Hợi trong tháng 3 âm lịch thì sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục phần theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, ít khi vòng vèo sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu lùn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến cho bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải, vật chất, hay chỉ trích đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Bởi vậy nên thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc, khốn đốn. Họ khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là những người này họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác trong công việc và có trách nhiệm cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất. Xem tử vi tháng này, quý gia chủ Đinh Hợi vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó, trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn rắc rối, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định làm mọi việc nếu không có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp giáp dương mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Đinh Hợi, trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Những người tuổi Đinh Hợi có tính cách cứng cỏi, quyết tâm nên đa phần vẫn có thể tự giải quyết những vấn đề của riêng mình. Nhờ có cách đối nhân xử thế phù hợp, bản mệnh tránh được những mâu thuẫn không đáng có, duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp quan trọng, bản mệnh nên trao đổi với con cháu trong nhà nhiều hơn, chớ nên tự mình làm theo ý mình nếu không dễ vướng vào rắc rối. Ở độ tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có quá nhiều biến động tiêu cực. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này được cát tinh chiếu mệnh nên người sinh năm 1947 vẫn sẽ có một khoản thu nhập nhất định. Một số người có nhà đất hoặc đầu tư có thể thu được một khoản lời lãi kha khá để tiết kiệm và duy trì cuộc sống dư giả. Song, bạn không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe cho gia chủ Đinh Hợi tháng 3 âm lịch năm 2022 không gặp vấn đề gì quá lớn. Để có một cơ thể khỏe mạnh hơn, bản mệnh nên chú ý lao động vừa sức, rèn luyện thể dục thể thao phù hợp. Khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống, gia chủ không nên nóng nảy, hiếu thắng, so đo được mất, vì như vậy dễ gây tác động xấu đến thể chất và tinh thần. Các quý gia chủ tuổi Đinh Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trên phương diện tình duyên, gia đạo tháng này, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia về cơ bản là ổn định, song những mâu thuẫn bất đồng vẫn có thể xảy ra. Khuyên cả hai người nên bình tĩnh lắng nghe đối phương, không nên nâng cao quan điểm của bản thân, không nên khăng khăng làm theo ý mình khiến tình hình thêm căng thẳng. Người cao tuổi cần phải tránh những tình huống tác động quá mạnh đến tâm lý. Mối quan hệ với người ngoài bình ổn, bản mệnh cần tránh những xích mích tranh cãi với hàng xóm, láng giềng nếu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng sức khỏe. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tỵ và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ theo số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Hợi 1947. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký theo dõi kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.